Em là Võ Hoàng Tân, năm nay em 29 tuổi và em là hiện tại là đang là nhân viên một ngân hàng. Còn em? Dạ em Trương Thị Hường, năm nay em 28 tuổi. Em cũng là nhân viên ngân hàng luôn. Hai em là quen nhau trong một cái trường hợp, một cái dịp nào đó? Hai đứa em thì học chung lớp ở trong trường đại học á. Trong một lần thì có một bạn để ý em. Tới ngày sinh nhật của bạn ấy thì em tặng cho bạn ấy một cây viết. Sẵn là mình viết một bức thư luôn, chỉ là bạn bè thôi. Cái bạn kia mới đưa bức thư của em viết đó cho bạn chồng này coi. Tại em vô tình anh. Thì nam với nam mà đứng ngồi nói chuyện, nói ủa sao bữa nay thấy lạ. Cầm một phần quà và lá thư đọc để tao coi cái là cái gì. Tại vì em cũng hơi bị vô duyên chút xíu. Là thư của người ta em cũng lấy em đọc. Hai đứa em biết nhau trong cái trường hợp vô duyên lãng xẹt vậy. Sau 2 tháng sau á thì tụi em gặp gỡ nhau lại gặp nữa thì mới thấy bạn này quen, rồi từ từ hai đứa mới tiếp xúc với nhau thì từ từ nảy sinh tình cảm mà để trong bụng thôi chứ không có thể hiện ra bên ngoài. Đến bao lâu thì mới khui ra cái tình cảm đó? Thì tới cái ngày mà cuối cùng của gần tốt nghiệp á thì em suy nghĩ là thấy vợ mình hiền, sợ đi làm sẽ có người khác ta cưa cẩm thì không biết làm sao, nên là cũng tới thời điểm đó thì tụi em mới bắt đầu. Vậy là hai bạn này là sinh viên gương mẫu đó. Ôi trời, đúng không? Ơi. Học xong rồi bắt đầu mới tính chuyện yêu đương, mặc dù là trong lòng đã e ấp, đã cảm mến rồi, đúng không? Dạ. À, bây giờ lấy nhau về rồi em phát hiện ở Tân có những cái tật xấu gì ghê gớm không? Anh dùng từ ghê gớm á. Dạ. Thường thì ảnh cứ ga lăng, quan tâm nhiều lắm. Khi mà cưới nhau về thì phát hiện ra là ảnh rất là gia trưởng. Đi làm về thì em lúi húi em nấu ăn, tự mình nên làm hết. Còn ảnh thì ảnh ngồi ảnh lên mạng lướt internet. Anh cũng... Chút đi tôi hỏi. Rồi cái anh hàng xóm đi ngang, thấy ảnh ngồi gác chân linh lên bàn xong rồi lướt web. Anh nói sao mày không chịu phụ vợ mày nấu nồi cơm cũng được. Cái tự nhiên anh hàng xóm nói vậy làm cho mình mũi lòng, mình thấy chồng mình thấy ít có quan tâm tới vợ quá. Đó cái cảm xúc của em có giống như là nước mắt nó cứ trào dâng không? Dạ không. Rồi thường thì các ông chồng thì có nhiều cái thú vui, và thậm chí là có những ông có những cái thói quen rất là dễ thương, hớm hỉnh. Nhưng mà cũng có những ông chồng có những cái thói quen rất kỳ lạ. Vậy thì chồng em có những cái thói quen gì nó lạ kỳ không? Dạ cưới nhau về em mới phát hiện ra chồng em có một cái sở thích là ảnh không có bận quần áo khi mà rửa chén, giặt đồ. Chắc cho em phản biện cái khúc này với em quên. Sao tao nói đi, nói dạ, tại vì thường á thì em làm việc cũng cần phải có sự thoải mái. Nên là em cứ vô em cứ thay đồ đó hết xong rồi em mới làm đó, xong rồi em tắm xong rồi em đi ra. Cái em cũng không phát hiện nữa. Cái hôm đó có ông nhỏ bạn em qua chơi, ảnh ấy chồng á. Cái bạn ấy mới đi toilet, xong rồi bạn ấy sắp xong vô rồi, ảnh ấy chồng anh la lên, ơi đừng có vô. Bây giờ thì các em là có mấy cháu rồi? Em mới có một bé. Bé gái. Thì là hai chồng em chăm hay là bà nội hay bà ngoại? Dạ có bà nội lên ạ. Bà nội là đang ở chung? Dạ bà nội đang ở chung được một tháng hơn ạ. Tháng hơn? Dạ. Thì trong suốt thời gian tháng đó có chị... Hồi lúc mà em mới sinh á thì bà trong 3 tháng tiếp em. Rồi bà về quê rồi giờ bà lại lên tiếp. Rồi mỗi lần mà bà lên cư ngụ thì là hai chồng có gì khó chịu không? Nhà trọ vậy là bố cục cừ, coi như là phân lô là đúng sao? Là nó, em ngủ chỗ nào rồi bà nội với em bé ngủ chỗ nào? Nó xuồng được luôn. Thì bà nội có một tấm nệm riêng, hai vợ chồng em với con em là một tấm nệm riêng. Nhưng mà cái diện tích của cái phòng trọ nó rất là nhỏ, khoảng 24m2 thôi. Thì nó khép kín luôn, bao gồm là bếp rồi toilet luôn. Có một lần lúc đó chịu quá nổi nên là cũng khều vợ nó. Nhân cơ hội này á là phải bàn với bà, tại vì tụi em không nói mà bà thì nhiều khi bà không để tâm. Cho nên á là theo chị đó thì em nói với mẹ, em tâm sự riêng với mẹ, đừng để vợ em nói. Bây giờ con em là mấy tuổi rồi? Con em được, được 6 tháng rưỡi. 6 tháng rưỡi thì thường là buổi sáng á cháu cần đi phơi nắng cho có vitamin D. Đúng không? Em sẽ bàn với mẹ là mẹ à. ví dụ như sáng 24/6 hay là 3/5/7 gì đó, mẹ cho con của con đi phơi nắng lâu lâu chút. Trong khoảng tiếng thôi, ta còn phải đi làm nữa chứ em, sao vậy? Lâu lâu. Một cái cách giải quyết hết sức là đơn giản thôi, chứ tự nhiên tụi em để cho mình bị bế tắc, nó ảnh hưởng tới sức khỏe nữa. Dạ, tuổi này của tụi em là cần phải có gọi là cái thuận hòa đó, nhuận gọi là. Đó cho nên theo chị em về em nói với mẹ, nhân cơ hội này mà mẹ nghe mẹ hiểu liền hả? Đó là một cách để cho nó xuôi chèo mát máng. Đúng rồi, chỉ có cách đó thôi. Bởi vì sao, phòng thì phòng trọ mình không thể nào sửa lại cấu trúc được, rèm thì cũng càng không được. Cho nên là
tế nhị nhất là em nói với mẹ vậy đó. Em con trai cũng ngại nhưng mà sao tối nay phải bấm bụng về. Không, em phải nói với mẹ, đừng để vợ em nói kỳ lắm. Anh nghĩ là em nói là mẹ sẽ hiểu thôi. Dạ. Thôi bây giờ nè, anh hỏi em, thật xấu của Hường là gì? Càm ràm á, có cái gì nhỏ 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 cũng nói tới nó lui. Nói mà riết rồi, bực mình thì hai vợ chồng hay cãi nhau. Thôi bây giờ em mong muốn và em thay đổi điều gì? Bớt càm ràm đi, với lại một phần nữa là về mặt quản lý tài chính thì cũng nên là... Hào phóng chút. Dạ, hào phóng tí, rộng mở chút xíu. Đó, rộng mở xíu, đó là có hai cái muốn thay đổi thôi. Cái gì? Dạ. Còn Hường? Em thấy sao? Em thấy quản lý tài chính á, đưa cho ảnh tiền nhiều á, xong rồi ảnh không có kiềm chế được nha chị. Hay mua sắm lắm, đi mua linh tinh những cái thứ không cần thiết. Nhưng mà mình còn ở nhà trọ mà đâu cần máy hút bụi đâu, vô siêu thị sắm một cái máy hút bụi. Rồi chị hiểu rồi. Dạ. Có nghĩa là vì quá hào phóng nha, em phải quản lý tiền. Đúng rồi. Dạ. Và bây giờ cái ước mơ này á là em khó có thể thực hiện được. Dạ. Rồi còn cái càm ràm em nhắm em làm nổi không? Em cũng tâm lý lắm, em cũng ít cái càm ràm lắm mà không biết, không hiểu sao nữa, chồng em lại nói em càm ràm, em cũng nói ít lắm. Mà hả, ảnh em lại thấy ảnh hay nói á chị. Thôi bây giờ hỏi em, có muốn thay đổi của em? Em mong muốn ảnh là biết quan tâm em nhiều hơn, nhiều khi chia sẻ với em cái công việc gia đình thôi, chỉ có vậy thôi. Dạ. Nhiều khi á, cái chuyện mới xảy ra sau này nó có liên quan đến vấn đề phòng trọ và bà nội đó. Ngay cả cái chuyện càm ràm hay là những chuyện này chuyện kia nó cũng có thể là xuất phát từ đó đó. Cho nên chị nghĩ rằng á, về phía em, tối nay em nên mạnh dạn chia sẻ điều này với mẹ. Và tụi em thử đi, sau một tháng mà 24/6 đều đặn như vậy đó, thì em có thấy là cục diện nó có thay đổi không? Tâm lý, tâm tư có thay đổi hay không? Không thay đổi nữa. Bạn sẽ biết ngay thôi mà. Nếu không thay đổi nữa gặp chị Vân nha. Để em về em thử xong rồi có gì em gọi lên hotline nha. Ok. Em tên là Trương Viễn Thức, năm nay em 31 tuổi và đây là vợ em. Trương Viễn Thức à? Viễn Thức là không bao giờ ngủ anh. Trương Viễn Thức. Còn em? Dạ, em là Chu Minh Thảo, năm nay em 27 tuổi. Thảo và Thức. Dạ. Thuận xin chào Thảo và Thức. Dạ. Thảo Thức là quen với nhau trong trường hợp nào? Vô tình em lên Facebook đám cưới của một người bạn em. Thấy cô này thấy xinh xinh, cho nên em tìm cách là tìm mọi cái phương pháp để biết cái Facebook của cô này. Em vô cái phương pháp của em là gì nè? Dạ đi hỏi người này hỏi người nọ. Những người mà có liên quan. Cuối cùng cũng moi ra được. Bao lâu thì moi ra được? Dạ có mấy ngày à. Và chủ động làm quen với cô này. Dạ đúng rồi. Thảo thì sao? Dạ thì em nhận được một lá thư. Lá thư viết rất là sến súa. Thì anh là một người dễ thương, công ăn việc làm ổn định. Anh rất là thích em và muốn kết bạn với em. Thì khi mà sau đó em coi lại cái profile á, thì thấy anh này ốm, dễ thương, thì thấy cũng hơi ấn tượng tí. Nhưng mà cũng chưa nhiều. Và không có hồi âm gì hết. Dạ. Rồi. Chỉ có ép friend lại thôi. Ép friend lại. Dạ. Nhưng mà cái quá trình, cái sự tiến triển của hai bạn tiếp theo sau đó thì như thế nào? Sau đó thì khoảng bẵng đi 3-4 tháng, anh này cũng không có động tĩnh gì sau đó luôn. Và một lần thì đang ngồi chơi trên đó thôi, thì ảnh nhảy vào hỏi tên làm quen. Thì em cũng trả lời một cách bình thường. Và anh có rủ đi cà phê nữa nhưng mà em cũng từ chối luôn. Lý do gì từ chối? Dạ tại vì là ảnh xin số điện thoại thì em không cho. Và em nghĩ là tại vì trên Facebook thì cũng lộn xộn và mình cũng chưa biết nhiều. Và lúc đó thật ra em nghĩ là cũng chưa đến lúc là phải đi uống cà phê. Thì đến bao lâu thì em mới cho cơ hội để Thức gặp? Dạ khoảng chừng là khoảng 2 tháng sau. 2 tháng sau. Ấn tượng của Thức khi mà gặp Thảo lần đầu tiên ở ngoài bằng xương bằng thịt nó như thế nào? Nói chung là hơi sốc anh. Sốc bởi vì quá đẹp. Dạ không quá. Không không đến nỗi lừa tình mà cũng hơi mang tính chất lừa đảo. Là sốc là bị dạ tại lúc mà em thấy trên hình là tóc dài xoắn nhìn đẹp lắm. Nhìn cũng cao cao, miệng chung cười rất là đẹp mà nhìn ngoài thì tóc ngắn tomboy. Ủa em, bộ đám cưới em đỡ tóc giả sao dạ vậy? Dạ không phải, tại vì lúc đó là trên cơ quan em có đi du lịch Thái Lan. Dạ em qua đó thì em thấy tại vì Thái Lan thì hay chuyển đổi giới tính này kia. Và khi em thấy là hồi nào đến giờ bao mấy chục năm rồi em rất thích đỡ tóc ngắn nhưng mà em không có can đảm. Do đó khi sau khi đi Thái Lan về, con người em cảm thấy là cởi mở hơn. Và em tìm đến chuyên gia này chuyên gia kia và cắt cho em. Cắt luôn. Dạ cắt luôn là từ tóc dài đến dậy em chơi tém luôn trong bờ luôn. Và tới bây giờ. Dạ tới bây giờ.
Còn em gặp chồng em có ấn tượng như thế nào? Có bị lừa tình giống vậy không? Dạ, cũng thuộc dạng như vậy đó chị. Không đến nỗi lừa tình mà mang hương vị lừa đảo. Dạ, không. Cái đó thì do cảm nhận của em thôi. Chứ ảnh trong hình á thì là người ốm, dễ thương, thư sinh. Còn ở ngoài á giống như Doraemon hiện hình. Dạ, mặc nguyên cái áo xanh lè, rồi cái đầu nó vậy đó chị. Đeo mắt kính nữa, rồi bụng thì như vậy. Thì em thấy trời ơi, chắc cái này không phải gu của mình đâu. Gu của mình mà cuối cùng cũng là của mình. Dạ. Cái thứ hai em là quen nhau, gặp gỡ nhau lần đầu ở ngoài đời. Cho đến lúc mà hai em chính thức yêu nhau thì là bao lâu? Dạ, khoảng tầm 2 tháng. Mà lý do gì mà để hai bạn tự dưng là chuyển một cái sự mà cảm giác bị lừa tình nó chuyển sang tình yêu? Thật sự là lần đầu tiên gặp thì cái ngoại hình nó không ấn tượng lắm. Nhưng mà lần thứ hai mà đi ăn với cô này vô tình nhìn sao thấy cô đẹp quá. Mà em thích cái đẹp. Trên gương mặt của vợ em thích nhất là cái gì? Dạ mũi. Ngoài ra mũi còn gì nữa không? Dạ mắt miệng. Rồi các bạn yêu nhau đến bao lâu thì là đám cưới? Dạ khoảng 3 tháng sau là tụi em tính đến chuyện đám cưới. Lý do? Anh này thuộc dạng cũng liều lắm. Hôm đó thì hai đứa đi đám cưới về. Và anh nói với em là: em ơi, sao anh nôn quá, hay là mình cưới nhau đi. Thì em lại tưởng là ảnh nói chơi thôi. Em mới nói ok, thích thì chiều. Mà sau khi em nghe Thảo nói là thích thì chiều thì như thế nào? Dạ cũng thấy thử coi phải chiều thì không, em chở vô studio. Dạ ngay lúc đó luôn chị. Tức kỳ luôn. Dạ đúng rồi, trên đường đi, đang trên đường rồi, đi thì vô là studio thì Thảo dạ, sao? Dạ thử đồ cưới, thấy đẹp quá, ai cũng trầm trồ khen hết. Tự nhiên em nói là chắc phải nghiêm túc lại quá. Mà không biết ý ảnh sao. Quyết định đó là nghiêm túc thiệt á, đúng không? Dạ. Cưới nhau luôn. Các em đám cưới được bao lâu rồi? Dạ 3 năm rồi ạ. Em có vỡ mộng gì về thức không? Dạ cũng có. Lúc mà tụi em yêu nhau á, nó màu hồng lắm, cũng chưa bao giờ cãi nhau một cái gì hết. Nhưng mà khi mà lấy về rồi á, 2 tháng trời á, không đêm nào em ngủ được hết. Tại vì anh nghiến răng. Đêm nào cũng là giống như là đang cưa bom vậy đó. Dạ. Cứ ken két. Rồi sau đó em nghiệm ra được một chuyện, đó là cứ nghiến là anh quay đâm tắt một cái. Trời ơi. Là hết hả? Không, cũng ít đi và từ từ đỡ dần. Thế bây giờ là giờ còn... Bây giờ em có con rồi, em mệt quá. Mệt của ông hiến kệ ông. Dạ đúng rồi. Mát xa mặt quá, anh kia mặt nhìn rất là thon. Thầy có dấu hiệu chảy xệ. Còn cái gì nữa không? Ảnh rất mê đá banh. Ảnh thường đi đá banh vào lúc 9-10 giờ không à. Và trở về vào lúc 10-11 giờ. Nghĩa là em đang thiêu thiêu ngủ thì là điện thoại, rồi xuống mở cửa. Em rất mệt mỏi về điều đó. Bên nhà em á cứ la em là nó đi thể thao mà, đó là rất là tốt. Nhiều lúc em cũng lăng xăng tại sao đi giờ đó, rồi đi đâu này kia. Thì thời gian đầu em có bỏ công sức đi theo. Nhưng mà sau khi có con rồi, cũng vài lần ẵm con theo, nhưng mà rồi cũng mệt mỏi quá. Nên bây giờ cho anh thoải mái tự do. Mà anh nói thiệt nghe, thức làm gì mà thức đá vậy đâu, một cái giờ đáng hậu. Dạ, mày đá banh em đâu thể ôm chứ banh đá mình anh. Dạ. Có hội có giờ ngoài có hội có giờ đó là đá cái sân khoảng 2m2 nó đã chứ. Rồi anh còn cái tính gì không? Anh thấy rất là hiền. Hiền thì dẫn tới cặp. Lúc mà em có baby á, anh vui vẻ anh làm cái này làm cái kia cho em. Là em biết ngay là sắp đi đá banh nè. Mặt em nhăn nhó thì anh hiểu và anh ở nhà. Nhưng mà đêm đó anh lấy cái kéo anh băm trái banh ra. Băm trái banh đôi giày. Cái vỏ cũng chờ nữa. Cũng từ cái chuyện đá banh mới biết thêm cái tật là ganh tị. Đúng không? Anh đi đá banh 2-6 là em đi chơi 3-5-7. Ganh tị. Anh em làm cái này là anh phải làm cái kia cái nọ. Làm chuyện nhà là phân công ra lịch cụ thể. Rồi một cái tật nữa là hay lý sự. Tướng đầu, không có nghe chồng. Lúc nào cũng nghĩ là mình đúng. Lúc nào cũng nói phần thắng về mình. Không phải là em hay ganh tị đâu anh chị. Mà là cả hai cùng đi làm nè. Rồi đi về thì em phải lo cho con cái nữa. Cái đó là đòi bình đẳng. Dạ đúng rồi. Thì em cũng có cái những nhu cầu riêng của em chứ. Nên em muốn là phải có sự công bằng, không thôi em bùng nổ. Đó giờ có bùng nổ. Dạ có chứ anh. Bùng nổ là em ghê lắm á. Ghê. Chưa bùng nổ là em thấy ghê rồi. Ở nào? Dạ thì như cái bữa băm trái banh đó, bà cứ nghĩ là em dằn mặt bà, cho nên bà làm ghê lắm. Dạ thì bà đòi hả, mai mốt là em không có chấp nhận anh vậy nữa, anh mà vậy là em bỏ về nhà ngoài. Nói lớn không? Dạ lớn chứ chị. Tại vì em cứ nghĩ là cái mặt em mai mốt như trái banh mà sao không lớn được. Coi như em làm dữ luôn đúng không? Đúng mà em làm dữ luôn. Tại vì em sau cái vụ đó rồi, ảnh thì cũng thấy bớt
Nhưng mà lại kèm theo đó là hay giận lại. Coi như bé buồn ha, bé buồn bây giờ. À bé buồn đó. Dạ. Bây giờ Trúc mong muốn Thảo thay đổi điều gì? Bớt tật cứng đầu lại. Không sao đâu, mát xa đầu cho vợ đi, vợ sẽ mềm. Tức là chịu lắng nghe chồng nói một chút. Chẳng hạn như em thấy con hơi ho ho, sổ mũi chẳng hạn, em kêu đi bác sĩ. Mà nhất quyết là không đi, đợi lúc nó bị nặng lên mới chịu đi. Cái sổ mũi đó này kia thì mình ở nhà mình làm các phương pháp cổ truyền trước, rồi sau đó mình mới thấy không có tích cực thì mình mới đem đi bác sĩ, chứ không phải là hở tí là mang đi bác sĩ. Còn anh này thì ảnh nóng ruột, cứ hở tí là đi bác sĩ, hở tí bác sĩ, mà con trẻ vô thuốc nhiều đâu có tốt đâu. Đúng. Mà em nói ảnh cũng bảo thủ là không chịu nghe. Và cứ nói ngược lại em là cứng đầu này kia, tự cho mình là hay, tự cho mình là đúng. Thế còn Thảo, Thảo muốn thức thay đổi điều gì? Em muốn ảnh á, có chuyện gì thì hai vợ chồng nói với nhau. Chứ đừng làm lì. Chỉ vậy thôi. Được không Đức? Dạ được. Không, bây giờ chị nói nghe nè. Có phải cái cảm giác của em á, thì thường là mỗi lần mà gây như vậy đó là cứ ít nói lắm phải không? Dạ đúng rồi chị. Em hay nói với ảnh là anh, em đâu biết anh ngứa chỗ nào đâu mà gãi. Thì mình sẽ bị suy diễn. Suy diễn thì ảnh này kêu là em áp đặt ảnh. Nên em mong muốn là hai vợ chồng cứ có chuyện gì nói thẳng với nhau. Nhưng mà có giờ em nghĩ là tại vì ảnh góp ý em, xong em lại cãi lại, em không nghe cái lời góp ý của ảnh, ảnh nản. Đâm ra là lần sau là tạo cho chồng em một cái thói quen á, là thụ động, có nghe em muốn nói gì em nói. Rồi, nghe rồi, còn chuyện tôi làm hay không đó là chuyện khác nữa. Dạ. Đó, nó có trường hợp như vậy nữa. À. Em hiểu chị không? Ở đây chị nói ví dụ cái chuyện mà đưa con đi bác sĩ. Chị không biết những gia đình khác như thế nào, nhưng riêng cá nhân chị thì chị lại đứng về phía Thức. Bởi vì như vậy, biết là những cái phương pháp cổ truyền là tốt. Nhưng bây giờ em phải biết trong cái thời điểm này á, cái chủng virus mà cảm cúm á, nó không có đơn thuần, nó không có thuần chủng như ông bà ta ngày xưa, để mà em chỉ dùng phương pháp dân gian. Có nghĩa là tất cả mọi thứ em phải theo cái chỉ định của bác sĩ, vì người ta tiếp xúc hàng ngày với những cái đó, diễn tiến như thế nào người ta nắm hết. Và theo chị thì em một bác sĩ thôi. Để mà cái người đó họ theo dõi quá trình từ nhỏ tới lớn của con em, thì như vậy nó sẽ có lợi. Đó, thì cái điều đó là chị thấy chồng em nói đúng. Chị nói sau này có những cái mà Thức góp ý đúng thì em nên tiếp thu. Và em nên nghe để chồng em cảm thấy rằng là chồng em có hứng thú trong những lần sau, để mà cuộc sống vợ chồng nó thuận thảo hơn. Dạ, em sẽ cố gắng. Hãy
Hỏi nha,
được hết á. Có được. Ủa, khó vậy. Gì đấy? Một, hai, ba. Trời ơi. Gì? Thằng Trung Phi. Này, sao mà cha nội? Thì đang sợ vậy đó. Thằng Trung Phi. Thằng Trung Phi. Có quà cho bà xã. Đó. Ba. Mời hai vợ chồng bác sĩ Hương và hai vợ chồng của em Cảnh cùng mở nào. Một, hai, ba. Wow, Cảnh ơi, cái số em là phải ở lại để mà thưởng thức đồ ăn ngon ở thành phố Hồ Chí Minh rồi nha. Chúc mừng hai vợ chồng em Cảnh đã nhận được một voucher trị giá 2 triệu đồng để thưởng thức những món ăn ngon ở tại nhà hàng Big Man Sky ở thành phố Hồ Chí Minh nha. Chúc mừng hai vợ chồng bác sĩ Hưng đã nhận được một phần quà, đó chính là chăm sóc sức khỏe tốt hơn. À, đó là quà riêng đến từ chúc mừng hai vợ chồng bác sĩ Hưng và Bảy Đính đã nhận được phần quà, đó chính là một phần quà đến từ hệ thống phòng tập công nghệ EMS 25 feet nha. À, thưa quý vị, đến đây thì Đường Phát Sóng dành cho chương trình Vợ Chồng Son đã hết. Thay mặt chương trình cảm ơn hai cặp vợ chồng đã đến đây chia sẻ những câu chuyện thật là hay đến với chương trình, và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau vào tối Chủ nhật hàng tuần lúc 22 giờ trên kênh HTV7 với chương trình Vợ Chồng Son. Chào. Rồi bây giờ đứng nghe. Bác sĩ Hương ơi. Dạ. Đây là dạ. Vậy để anh nói liên hệ cái bé mình về có anh nha. Là mai đi về. Thứ hai nó về. Vậy là lấy liền đi để cho ta đi ăn. Không ai coi nước mắt sẽ cuốn làm gì. Anh ơi đừng đi, anh ơi đừng đi. Anh ơi đừng đi. Đem nén đây, đưa đây cho thằng ấy chụp.